Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3 tháng 2, miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù, sáng và đêm trời rét. Dự báo hình thái thời tiết này còn kéo dài ở miền Bắc đến hết ngày 5 tháng 2. Do ảnh hưởng từ đợt không khí lạnh bổ sung từ ngày 3 tháng 2, miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trời nồm ẩm. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày 3 tháng 2 nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ thấp nhất là 16 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất 18 đến 21 độ có nơi trên 21 độ. Phía tây bắc bộ trời nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét. Riêng khu vực tây bắc sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ, có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất 19 đến 22 độ. Riêng khu vực tây bắc 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Hà Nội ngày 3 tháng 2 có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ. Dự báo hình thái thời tiết mưa nhỏ rải rác kéo dài miền Bắc đến hết ngày 5 tháng 2. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 2, khu vực này có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù rải rác vào sáng và đêm. Sau đó từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 2 trời có mưa, mưa rào rải rác có nơi có rông. Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Định hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ. Dự báo ngày 9 đến 11 tháng 2, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định có mưa, mưa rào rải rác có nơi có rông, đêm và sáng trời lạnh. Các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Thời tiết Tây Nguyên hôm nay ngày 3 tháng 2, mưa rào và rông vài nơi, nắng gián đoạn, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ trong khi đó nam bộ hôm nay trời có mây mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ có nơi trên 32 độ